Chào mừng anh chị đến với kênh channel của em, và em là Nguyễn Trọng Thiện. Em và anh chị sẽ cùng làm việc ở cái video này, và em là người đại diện cho group Người Đỏ Chứng Khoán. Thì phiên giao dịch ngày hôm nay là phiên ngày 9 tháng 3. Em và anh chị đã cùng trải qua một phiên giao dịch đầy cảm xúc đúng không ạ? Khi đầu phiên thị trường đã giảm rất mạnh về mục 153 điểm, và sau đó thị trường đã rút chân lại rất là nhanh về mục 163-62. Thì nhìn chung là có một pha gọi là mua bắt đáy khá là mạnh. Thì nhìn chung là có một pha rút chân thần sầu, khi nhiều người đã biết rằng đây là cái đáy là 1150, cái đáy khá là vững, cái đáy hỗ trợ khá là vững. Thì dòng tiền vẫn tiếp tục chạy qua những sàn khác như HLX này hay là Upcom. Thì nhìn chung thì dòng tiền đang chạy qua những mã cổ phiếu về Midcap này hay Bentley khá là nhiều. Thì phiên dịch ngày hôm nay em đã có hỗ trợ cho khách hàng em một số mã cổ phiếu được lợi nhuận khá là tốt, tăng chân nữa và xanh trong khi thị trường vẫn tiếp tục đỏ. Thì lát nữa em sẽ cùng anh chị review qua một số mã cổ phiếu mà tuần trước hay là mã cổ phiếu về VM trước em đã có đề cập, và phiên hôm nay nó xanh và trần nha. Thì nhìn chung thì phố ngoại hôm nay giao dịch thế nào anh chị? Phố ngoại hôm nay tiếp tục bán ròng. Thì như câu chuyện em đã nói là thực nhất đây là cái sự tránh cái sự rủi ro khá là nhiều của khối ngoại, khi họ nhìn nhận rằng là như thế này đang là cái sự rủi ro rất là nhiều khi họ đầu tư vào một cái hệ thống không được ổn định này, kèm đó là cái dòng tiền họ được đưa vào không được chắc chắn là sẽ đang trong đúng xu hướng hay không, và họ không biết rằng là con sóng năm là con sóng mà vượt qua 1200 hay là sẽ là 1200, cho nên họ vẫn đang rút ra, và thay vào đó họ đầu tư vào các quỹ. Thì khi chị đầu tư các quỹ thì chị tránh được nhiều rủi ro hơn và đưa cái phần rủi ro đó cho các quỹ. Thì nhìn chung là như vậy, thì họ bán hầu hết là những mã blue chip, những mã trụ để họ chạy qua các quỹ. Nhìn chung tiếp tục bán ròng rất nhiều phiên rồi, nhưng cái sự bán ròng này thực chất đó chỉ là sự an toàn của khối ngoại thôi, cho nên là bây giờ khối ngoại hay tự doanh họ đang cầm cash rất là nhiều, cho nên anh chị vẫn cứ tự tin mà đầu tư đi, tại vì đã xác định là cái đáy hỗ trợ cứng đó là 1150 rồi. Thì phiên hôm nay chúng ta vẫn cứ tự tin nha. Thì trong khi khối ngoại bán thì tự doanh lại tiếp tục mua ròng. Thì tự doanh mua ròng rất là nhiều, mua rất là mạnh anh chị, phiên này mua rất là mạnh này, chứng tỏ là họ đã nhảy vào bắt đáy khá là mạnh khi ở 1150 đúng không chị? Họ mua những mã cổ phiếu mạnh blue chip để thì khi thị trường nó chạy thì họ sẽ đi cùng thị trường rất là mạnh, ví dụ như là Techcombank này hay là Hòa Phát này hay là Vis này đúng không chị? Hầu như đều những mã trong VN30 kèm đó, họ cũng có mua một số mã cổ phiếu khác như là Masan này giảm mạnh họ mua vào này, hay là Kha Điền này đấy. Thì nhìn chung thì cái hệ thống của chúng ta đang có khá nhiều bất cập. Thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có đề cập là Sở giao dịch chứng khoán cần phải thúc đẩy cái việc này nhanh hơn để hút thuốc dòng tiền vào thị trường Việt Nam, chứ không để thị trường dòng tiền ở ngoài và rồi dòng tiền nó sẽ chạy đi những cái việc kinh doanh khác. Cho khi đến kỳ cuối năm 2021 thì cái hệ thống KRX mới về thì cảm thấy rằng nó sẽ bị mất đi cái khoản lợi nhuận rất là nhiều. Thì như chị Thảo của Vietjet có nói rằng là việc thay đổi phần mềm hệ thống sàn chứng khoán này khá là tốn kém và rất lâu, và cần phải phụ thuộc vào đối tác nước ngoài đó là Hàn Quốc. Thì nhìn chung như vậy, tại sao chúng ta không chọn những cái công nghiệp lớn, những cái doanh nghiệp lớn ở Việt Nam chúng ta vẫn có thể giải quyết được đúng không chị? Đó là FPT chẳng hạn. Đây, chúng ta nhìn nhận FPT này. FPT đã đưa ra hai giải pháp, đó là có thể sẽ là rà soát lại cái phần mềm để xử lý, để có thể nâng cấp nó. Cái thứ hai là cần phải triển khai hệ thống tạm thời để chờ đợi một hệ thống mới đến từ KRX, đến từ Hàn Quốc. Thì nhìn chung thì tại sao chúng ta không dựa vào FPT để chúng ta phát triển, trong khi FPT vẫn là một cái doanh nghiệp khá là mạnh về phần mềm đúng không chị? Hay là Viettel cũng vậy, rất là mạnh, mà chúng ta vẫn cứ chờ đợi bên Hàn Quốc. Thì điều này là sẽ ảnh hưởng rất là nhiều cho đến bây giờ đến cuối năm, tại vì cuối năm Hàn Quốc mới đưa cái hệ thống này qua cho chúng ta, trong khi FPT đã từng hỗ trợ rất là nhiều ở sàn HNX này hay sàn hay là hệ thống chứng khoán của VSD này, rất là nhiều đúng không chị? Thì chúng ta phải tin tưởng con cháu của nhà nước chúng ta chứ, đúng không ạ? Thì chúng ta cùng nhìn nhận cái vụ nghẽn mạng ngày hôm nay nó được giải quyết rất là nhiều khi nhà nước đang thúc đẩy này, và các doanh nghiệp đang hy sinh một số tiền bạc của mình, hay là hy sinh cái lợi nhuận để nhảy qua sàn HNX hỗ trợ cho cái sở hữu chứng khoán, hay là những cái công nghệ lớn, cái doanh nghiệp công nghệ lớn như FPT này, hay là OneMark Group này, hay là Viettel này vẫn luôn luôn khẳng định rằng là có thể hỗ trợ được cái thị trường Việt Nam chúng ta hết sức rất là tốt. Thì chúng ta cùng đi qua
cái việc VN Index của tài sao chị? VN Index nhìn chung thì nó vẫn tích lũy thôi. Thì sáng em đã có nhận định cho khách hàng em là thị trường VN Index của ta vẫn sẽ tích lũy, và phiên hôm nay hoặc phiên này ngày mai là phải có một pha đạt lên 1155 này. Em có nhận tích luôn nè để cho anh chị có thể xử lý trước được. Tại vì giúp em luôn luôn cho khách hàng em biết được cái mọi cái tình huống xảy ra. Chứ nếu như phiên hôm nay mà em không đề cập là đưa về 1155 thì chắc nhiều anh chị đã vội vàng bán tháo là ở 1155 rồi, đúng không chị? Thì em đã phân tích và em biết rằng là cái mốc 1155 sẽ là mốc tâm lý khá là mạnh, cái mốc tâm lý khá là mạnh, cái mốc hỗ trợ khá là cứng nữa. Cho nên là nhiều anh chị cứ tự tin thôi, cứ tự tin mà mốc thôi, mốc những mã tốt này chị này. Nếu như anh chị đánh dài hạn thì chị cứ mốc những mã blue chip để đánh 1200. Còn nếu như anh chị muốn đầu tư liên tục, đầu tư hàng ngày thì có thể chọn những mã mid cap hay là những mã Bentley để người ta đầu tư. Thì em hôm qua em đã hỗ trợ cho các em những mã như là DRH để đầu tư ngắn hạn này, hay là những mã TVN này đấy, hay là G36 này, đúng không chị? Đây, chị coi em coi những mã phiếu ngày hôm nay nó như vậy. Hôm qua em cho khách hàng em thì này có tăng không chị? DRH này, DRH hôm nay tăng trần đúng không chị? Tăng trần đúng không chị? Đó, em có cho hỗ trợ em mua một mã phiếu này thì nhìn chung là target đạt ở điểm này. Nếu hôm qua chị có coi video của em thì chắc chắn chị đã có thể mua được mã phiếu này rồi phiên ngày hôm nay, đúng không ạ? Thì hay là G36 hôm nay có một pha vẫn hơi tích lũy bình thường thôi, vẫn pha tích lũy bình thường thì khả năng nó sẽ chạy. Tại vì đây là một mã cổ phiếu mid cap mà những mã phiếu này đang được dòng tiền hút vào khá là mạnh. Hay là LIG cũng vậy. LIG hôm qua em cho khách hàng mua ở đây, hôm thứ sáu mua ở đây, ở cái chỗ điểm 700 706, và bây giờ nó tăng đến 8.4 rồi, là cũng lợi nhuận rất là nhiều đúng không chị nhận này. Nó cũng đã được 10% rồi, 10% rồi, rất là ổn đúng không chị? Hay là mã cổ phiếu HLD em ở cho khách hàng em mua ở cái điểm thứ sáu là ngày này mà nó tăng lên như thế này là anh chị biết được là nó tăng bao nhiêu phần trăm rồi, tăng tận gần 20% rồi đúng không chị? Đó, nếu mà anh chị có thể tham gia cái room VIP của em hay là room cộng đồng, em cũng hỗ trợ cho anh chị một số mã đầu tư ngắn hạn. Nhưng mà nếu như chị tham gia room VIP của em thì đó tuyệt vời nhất, tại vì anh chị mua được đúng thời điểm, đúng khoảnh khắc đó giá sẽ giá tốt nhất, chứ không phải sẽ đợi delay thêm một vài phút nữa anh chị mới có thể mua được những mã cổ phiếu này, đúng không chị? Thì đó, em sẽ hỗ trợ cho khách hàng em một cách hết sức, mọi sự đầu tư của em luôn luôn hỗ trợ khách hàng em, kể cả việc cơ cấu danh mục, kể cả việc quản trị rủi ro và quản trị danh mục nữa. Kèm đó là em mới nghĩ tới cái đầu tư cái mã cổ phiếu, sau đó mới nghĩ tới lợi nhuận. Tại vì đầu tư mã cổ phiếu chúng ta phải nghĩ tới cái an toàn trước đã, sau đó chúng ta nghĩ tới rủi ro, và sau đó nữa chúng ta phải nghĩ tới lợi nhuận. Đấy, đối với em là cái việc đầu tư chứng khoán là phải như vậy. Và em là một người môi giới nên em phải hiểu được là cái cảm xúc của nhà đầu tư sẽ như thế nào khi mà họ bị mất đồng tiền của họ, đúng không? Em cũng sẽ như vậy, em đã từng bị mất đồng tiền là cho em biết hiểu được cái vấn đề này, cho em đã cố gắng hỗ trợ khách hàng em hết sức. Nếu như chúng ta bị lỗ thì em cũng sẽ là người đồng hành cùng khách hàng em. Còn nếu khách hàng em lời, em sẽ là người đồng hành cùng khách hàng em. Thì em sẽ cùng khách hàng em đi trên con đường đầu tư chứng khoán này hàng tuần và hàng ngày. Thì nếu như chị vẫn chưa mở tài khoản chứng khoán, chị có thể liên coi cái phần mô tả ở phía dưới. Trong đó em có lẽ là số Zalo chị liên hệ đó, và chị cũng có thể tham gia một số group cộng đồng của em ở dưới đó luôn nha. Thì nhìn chung thì em đã có nói rồi là thị trường vẫn sẽ tích lũy đi, sẽ quay đây thôi. Thì khả năng cao nó đã xác nhận rằng là cái đáy này là khá là vững này, cái đáy hỗ trợ 1150 khá là vững rồi này. Cho nên là nhìn chung nó sẽ đi vào vòng này thôi. Vòng này đến khi nào anh chị? Vòng này em nghĩ là sẽ đến ngày 18, đó là ngày review ETF, có nghĩa là ngày đáo hạn phái sinh. Trong cái tuần sau là cái tuần mà có thể rất nhiều biến động anh chị ạ, rất nhiều biến động. Cho nên anh chị đầu tư ngắn hạn thì anh chị khẩn trương giải quyết một số cái đó để đợi tuần sau để coi như thế nào. Đấy. Còn đầu tư dài hạn thì anh chị tắt bản điện vậy thôi. Đó là cái cách đầu tư phù hợp nhất ở bây giờ. Ngày 18 là đáo hạn phái sinh, ngày 21 là review ETF, cho nên là chúng ta hãy đợi 2 ngày này để coi thử thị trường có xác định là nhân cơ hội của 2 ngày này để đẩy giá lên hay không, hay là quay trở lại test lại 1130. Đó, chúng ta cần nhìn nhận như vậy. Nhưng mà nếu về 1130 thì rất là khó, tại vì bây giờ khối ngoại họ đã bán hết rồi. Họ đang cầm một số lượng tiền rất là nhiều rồi. Những nhà đầu tư thông minh họ cũng vậy. Bây giờ họ cứ đợi thị trường giảm họ bay vào họ mua thôi. Cho nên chúng ta phải biết cái thời điểm nào là điểm rất là tốt. Kèm đó là cái chuẩn bị là cái họp cổ đông của rất nhiều công ty, rất nhiều nhóm ngành, hay là báo cáo tài chính quý 1 nữa. Những cái này là những cái mà thúc đẩy cho thị trường tăng rất là tốt. Không có cớ nào mà thị trường ta nó không bị giảm mạnh được. Cho nên là
bây giờ cái mà đang lo lắng nhất đó là hệ thống chưa ổn định thì chả ai dám vào hết. Thì vì hệ thống chưa ổn định thì tạo lập họ không muốn đẩy lên, thì vì họ sẽ đi ngược lại cái cách đánh của nhà tạo lập. Anh chị biết cách đánh nhà tạo lập như nào không chị? Có nghĩa là sẽ có những pha buổi sáng họ sẽ đạp và đầu buổi chiều họ sẽ gom hàng đấy. Thì những ai là người bán chị, là những người đầu tư ngắn hạn như chúng ta này, hay là đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta này, họ bán ra, họ sợ họ bán ra như vậy đi, thì nhà tạo lập họ sẽ mua vào, hay tay to họ sẽ mua vào, đúng không chị? Anh chị nhớ cái phiên ngày 19 tháng 1 không? Đây phiên ngày này có một pha rút chân lên, ai là người rút chân anh chị? Đó là những tay to họ mua chứ ai mua, đúng không chị? Đây hay là những pha này, những tay to họ mua hết chứ ai mua anh chị? Đó, những pha rút chân này tay to họ mua chứ đâu có ai mua đâu. Thì hầu như là đều mua vào là phiên chiều hết, còn lại phiên sáng là giảm. Đó là những cái pha này em rút nghiệp cho anh chị nha. Chúng ta ở trên thị trường chúng ta phải có nhiều kinh nghiệm, nhiều bài học từ đó, phải đúc kết vào. Anh chị phải lấy một sổ để ghi chép những ngày này trải qua những cái việc như thế nào, những ngày mà xảy ra lớn ấy nha, anh chị ghi lại, sau đó anh chị mở ra lại, nhiều khi những năm còn lặp lại nữa cơ. Anh em hoạt động môi giới chứng khoán được 2 năm rồi, em đã trải qua những vấn đề này rất là nhiều, còn để đầu tư chứng khoán em đầu tư rất là nhiều rồi, cho nên những vấn đề này em đã gặp rất là nhiều, cho nên em có thể hỗ trợ anh chị biết được những cái thời điểm như nào, những thời điểm nó trải qua rồi, hay là những thời điểm này chúng ta đã từng gặp hay chưa. Những cái pha ví dụ như là nó chạy lên đây, nó giảm một cái này em đã từng gặp rất là nhiều rồi, chị có lịch sử chị biết đã gặp rất là nhiều rồi, chứ không phải là chỉ một pha nữa. Đó, những pha vẽ là những pha mà em đã phân tích trước đó rồi, cho nên bây giờ nói về lịch sử thì cũng chả được cái gì, đúng không chị? Chúng ta phải cùng nhận định về tương lai, dùng phân tích về kỹ thuật để phân tích về tương lai mà, cứ nó phân tích về tương lai thôi. Đó, như vậy cho nên chị cứ giữ đồng tiền của mình, chị nên dùng 40% vốn chị đem đầu tư dài hạn kia, cứ mua những mã cổ phiếu mà khi nó giảm về 1-50 chị cứ mua những mã cổ phiếu mà chị cảm thấy đầu tư dài hạn tốt, kinh doanh tốt, báo cáo tài chính tốt, có câu chuyện kinh doanh năm 2021 tốt, chị cứ mua ra. Còn những mã cổ phiếu nào mà trong năm 2021 này nó có sự tăng trưởng hay cái chạc đẹp này, cái phân tích kỹ thuật đẹp này, báo hiệu người ta mua này, nó cứ mua đúng cái target thôi nha, không có tham là thâm. Đấy, chị cứ mua đúng target cho em. Con người chúng ta có ba cái tội, đó là tham sân si. Chúng ta phải giải quyết được những cái vấn đề này chúng ta mới giàu được. Thì chúng ta cùng đi qua một số mã cổ phiếu đi. Thì hôm nay có xây dựng đúng không chị? Xây dựng hôm nay cạnh khá là mạnh. Em đã cho khách hàng mua một số mã cổ phiếu về xây dựng tăng khá là mạnh. Ví dụ như là HBC em đã cho khách hàng mua từ rất là lâu rồi. HBC xây dựng Hòa Bình mua rất là lâu rồi. Này, mua từ cái hồi mà ngày 19 tháng 2 này, có khi mua trước đó nữa cơ. Đây, mua dưới vùng 17 ok này, tỷ trọng này. Đấy, rồi nâng tỷ trọng liên tục. CTG cũng vậy, CTG cũng liên tục. Đây, không mua liên tục với những mã cổ phiếu này. Đấy, thì hôm nay chúng ta bán quả ngọt đúng không chị? Thì nếu như anh chị hôm nay anh chị mua những mã cổ phiếu này, chị đang đẩy giá lên cho em rồi. Đẩy giá hay cổ phiếu lên cho em là rất tuyệt vời rồi. Còn nếu như anh chị nhận rằng anh chị mua em xin lỗi anh chị nha, do hôm nay em bị đau quá, cái giọng em nói không được như loát, kèm đó là bị nghẹn á, anh chị thông cảm nha. Thì kèm đó là nếu như anh chị ở giờ anh chị mua vào, anh chị đã đẩy giá cho em là một này. Cái thứ hai nữa là anh chị đang giúp cái phần lợi nhuận của bọn em tốt hơn. Còn nếu như bọn em mua hầu như ở những cái giá tốt nhất như là giá đỏ này, hay là những cái giá nó xác thực rằng nó sẽ chạy, nó sẽ phù hợp nhất để việc chúng ta đánh T cộng 3 hay là đánh dài hạn vào những mã cổ phiếu này. Thì như CTG sao chị? CTD là một mã cổ phiếu mà nhìn chung nó có sự tăng trưởng và tích lũy rất là đẹp anh chị này. Nhưng em còn thấy là mã cổ phiếu này nó chạy không có dư địa tốt bằng cái mã cổ phiếu HBC. Tại vì HBC nó đã chạy bất cứ cái đỉnh, thì khi nó chạy bất đỉnh thì nó chạy rất là xa, rất là mạnh đúng không chị? Giống như FPT này, bất được cái đỉnh này, bất được cái đỉnh cũ này. Đấy, bất được cái đỉnh cũ nó chạy rất là nhanh, chạy rất là mạnh. Nó chạy chúng ta có kiếm được lợi nhuận có phải xa không đúng không chị? Rất là xa, nên ta ăn được cái đỉnh này, ăn được cái đoạn này ta ăn được bao nhiêu? Ăn được để em coi nha. Chúng ta ăn được 20% rồi, đúng không? Còn nếu như CTD xây dựng này, nếu như chúng ta bây giờ ngày mai chúng ta mua vào đi, chúng ta mua trễ đi, nếu như chúng ta mua vào thì cùng lắm cho anh chị mua đây đi, anh chị cũng phải lên đây tích lũy này, chứ không thể nào anh chị chạy một phát này được, tại vì nó có vùng tích lũy nó cản trên rồi, đúng không? Thì cùng lắm anh chị cũng chỉ được tầm 13%. Nhưng nếu anh chị mua HBC thì sao? HBC thì nó đã chạy, nếu những cái nó chạy bất cái đỉnh này thì nó chạy lên 24 đi, khả năng cao target em đạt nó là 24. Thì nếu không phải là anh chị mua ở dưới này, nó chạy lên 24 gần 24 đi, thì cũng phải được 30% mã cổ phiếu thị trường anh chị. Đó là cách mà em chọn cổ phiếu để nó chạy trước thị trường, chứ không phải là chọn mua mã cổ phiếu mà nó sẽ chạy sau thị trường.
nó chỉ chạy tăng vài phiên rồi nó sẽ chạy sau thị trường. Đó là cái cách chúng ta đánh phù hợp ở thời điểm bây giờ. Thì những mã chạy trước thị trường mới là những mã mạnh, những mã có câu chuyện đấy. Chúng ta cùng chờ đợi phiên ngày mai có hai mã này như thế nào nha anh chị. Thì qua một số mã cổ phiếu mà em đã hỗ trợ cho khách hàng em tăng khá là mạnh, ví dụ như là HLD đúng không chị, đó tăng rất là mạnh này đấy, hay là TVN này đó cũng tăng rất là mạnh này, tăng liên tục này, hay là G36 này tăng liên tục đấy. Cái lúc cộng đồng của em họ lâu lâu em tặng khách hàng trong lúc cộng đồng em rất là nhiều những mã cổ phiếu như thế này để khách hàng em có phần lợi nhuận tốt, còn đa phần em giữ những cái mã tuyệt vời cho cái room VIP em. Thì chúng ta qua mã cổ phiếu về dòng ngân hàng đi, thì có Tifobank sao anh chị. Tifobank này nhìn nó vẫn đang rất ổn nha, không gì cả, chỉ cứ bình tĩnh, nên nếu chúng ta mua đúng điểm thì bây giờ vẫn đang rất bình thường, không gì phải vội hết, không gì phải vội vàng. Mã cổ phiếu này nhìn rất bình thường. Em thì bên em mua tận 28 bây giờ vẫn đang rất ổn với mã cổ phiếu này, có thì cứ giữ thôi, tại vì nó bị ảnh hưởng từ chung rất là mạnh. Còn nếu như mà sắp tới thì nó sẽ chạy lên chị ạ. Cái câu chuyện rằng nó rất tốt nha, nó có khả năng phát triển về cái app ứng dụng của nó này, về cái việc kinh doanh của nó rất là tốt nha, hệ thống của nó rất là ổn định, rất là tuyệt vời. Tifobank, VVBank này, hay là Techcombank này, những mã phiếu mà em nói về cái ứng dụng hay là cái sự phát triển của nó là có thể đang nói là có sự đi vượt bậc so với hiện tại bây giờ, chứ như những mã cổ phiếu như là BID đúng không chị, hay là Agribank, tại những mã phiếu này là nó có sự cứ không có sự phát triển nhiều thì nó vẫn cứ sẽ rình xình như vậy thôi đúng không chị. Nhưng SHB cũng vậy, thực chất nhìn nhận cái việc kinh doanh chúng ta mở một tài khoản của SHB mà so với anh chị mở một cái tài khoản của Techcombank, anh chị thấy anh chị chuyển khoản hay là giao dịch hay là nó sử dụng cái mọi tính năng nó cái nào lợi thì chị chắc chắn là Techcombank đúng không chị. Đó, tôi phải nhìn nhận ở cái này thực tế ngoài luôn, thực tiễn nữa, coi nó có thực sự đúng với những gì chúng ta đầu tư hay không, chứ không phải chúng ta cứ nhìn cái đồ thị hay nhìn cái mã cổ phiếu tăng giảm mà chúng ta cứ phân tích nó mãi được đúng không chị. Phải nhìn nhận cả ở ngoài kinh doanh như thế nào đúng không chị. Ví dụ như là HDG em mới cho cái này mua ở cái điểm 42 và bây giờ nó đã tăng rất là mạnh. Ok, thì sao em lại cho cái này em mua mã HDG anh chị? Cái mã HDO này tại vì em nhìn nhận là nó đang cơ cấu từ mã năng lượng sang từ mã bất động sản sang mã năng lượng rất là tốt đúng không chị. Và nếu sự cơ cấu này nó hoàn thành được cái việc ổn định thì khả năng cao nó sẽ mang lại lợi nhuận rất là nhiều. Và nếu như chúng ta kỳ vọng nó như vậy đúng là như vậy thì khả năng chúng ta sẽ đạt được cái lợi nhuận rất là ổn định trong những phiên giao dịch sắp tới hay là những cái kỳ vọng chúng ta đề ra. Thì mã này đang kỳ vọng nó sẽ chạy lên được 50 đó. Thì nhìn chung em lại cho khách hàng mua ở điểm 42 rồi, cho điểm hàng mua 42 bây giờ chạy 50 thì một lợi nhuận rất là ổn định. Còn nếu là nắm giữ dài hạn mà được mã này nha, tại vì chúng ta đang kỳ vọng ở cái sự ổn định khi mà nó giải quyết xong những cái khoản nợ, khi mà nó chuyển cơ cấu từ cái khoản bất động sản qua khoản năng lượng thì nó giải quyết những số lợi đó thì nó mang lại lợi nhuận rất là nhiều đúng không chị. Thì đó là cái mà hôm nay em cho khách hàng mua nhiều mã này đây. Chú em đã mua từ hồi ngày 19 tháng 2 rồi này, này có lợi nhuận tăng 13% so với phân tích kỹ thuật thì em cũng chạy, chỉ có thể mua khớp này đấy, tỷ trọng liên tục, em lên tỷ trọng liên tục với mã cổ phiếu tuyệt vời như này cho khách hàng em. Thì như những mã cổ phiếu như ACB sao chị, ACB thì nhìn nó hiện giờ đang tích lũy bình thường thôi, có chị cứ giữ thôi, không gì phải vội hết, vẫn chưa tích lũy đẹp lắm đâu, đẹp thì phải là Techcombank này, Techcombank tích lũy nhìn tận 12 phiên rồi rất là đẹp này đấy, hay là VBank cũng rất là đẹp đó, có chị có thể mở mua mới với VBank hoặc là Techcombank nha đấy. STB sao chị? STB thì nhìn nói chung là một mã cổ phiếu mà nó vẫn chưa chạy thế nào ấy, vẫn còn đang rất bình thường mà nó vẫn mạnh thì nó nằm ở trên được cái đường MA20 cho nên có thì vẫn có thể mẫu mới được mã cổ phiếu này. Đấy, mẫu mới được nha, em tặng anh chị mã cổ phiếu này có thể mẫu mới rất tuyệt vời đó. Mẫu mới ở 18.45. Hay là MBB. MBB sao? MBB chỉ có những cứ giữ thôi tại vì nó đã bứt được cái đỉnh. Nhìn chung nó sẽ chạy khi mà nó thực hiện qua được cái vùng đỉnh này thì nó sẽ chạy rất là tốt. Thì CTG cũng vậy, CTG chị có thể mua mới được, nhìn chung là kỳ vọng cho nó bứt được cái đỉnh thì chúng ta chạy lên được tầm 45 đó chị ạ. Thì qua một số mã cổ phiếu về dòng bất động sản như là Novaland là mã cổ phiếu mà anh chị có thể cân nhắc mua bất động sản mã cổ phiếu được nha, tại vì Novaland là mã cổ phiếu mà nhìn nó cái chặt đi nó rất ổn định này, tích lũy liên tục này đó. Em cho cái này em mua mã cổ phiếu này lâu lắm rồi, Novaland mua lâu lắm rồi chị thấy không ạ. Lâu nay mà em đã mua từ cái phiên mà ngày 4 tháng 2 rồi, cân nhắc này. Đó, cân nhắc mở rộng. Em đã thường cứ hàng tuần em sẽ phân tích tất cả các dòng, các nhóm ngành cổ phiếu để em phân tích nó coi nó có chạy được hay không, có khả năng phát triển được hay không.
về cái dòng về bất động sản hay là chứng khoán hay ngân hàng, hay là những cái dòng mà có thể đẩy thị trường vượt được 1.200, chúng ta phải kỳ vọng như vậy rất là nhiều. Về bất động sản hôm nay tích lũy rất nhiều mã phiếu tích lũy đẹp nha, như là Khang Điền này. Khang Điền nhìn chung nó bị yếu, nhưng mà nó yếu nó về lại được vùng 30, chúng ta có thể mua mới được nha. Về vùng 30 là vùng kháng cự cứng này, có thể mở mua mới cái Khang Điền được này. Hay là LG mà nó giảm về vùng 34 có thể mua mới nha, em tặng chị mua mới 34 nè. Rồi có Vinhome vậy. Vinhome hôm nay có một pha rút chân tuần sau này để nó tránh cái sự giảm điểm ở tuần sau này. Nếu mà nó giảm, nếu mà rút chân về cái vùng này khả năng cao thì trong phiên sau sẽ đi đúng cái biểu đồ em vẽ ra này. Đấy, cái biểu đồ em vẽ ra này. Thì em đã cho khách hàng em mua mã cổ phiếu này rồi trong ngày hôm nay rồi. Tại vì em thấy nó giảm mạnh quá mà đây mã cổ phiếu mà tiềm năng như vậy thì không thể nào chúng ta từ bỏ được đúng không chị? Đây. Đó với Hòa Phát này, với FPT nữa. Về dòng thép thì em có cho khách hàng em mua mã TVN này. TVN với đây, hôm qua em cho khách hàng mua TVN với Hòa Phát. Đây, Nam Kim thì bọn em đã chốt lâu lắm rồi này. Ai đang giữ Nam Kim này thì bán hết đi, tại vì nhìn nó lợi nhuận rồi, bán thôi. Đấy. Thì qua một số mã phiếu về bất động sản khác như là Đất Xanh thì nó đã chạy rất mạnh từ khi sự kỳ vọng của nhiều người tới mạnh tới nhanh hơn á. Nhìn chung thì em kỳ vọng nó sẽ về lại vùng 21, nhưng mà nó chạy nhanh hơn thị trường khá là mạnh, nó vậy rút chân nhìn rất là tốt nha anh chị. Mã phiếu này nhìn chung nó tích lũy rất ổn nè, nó tích lũy ngang nhìn nó rất là đường, rất là được, tại vì nó có câu chuyện kinh doanh nữa này. Đất Xanh em đã phân tích cái câu chuyện kinh doanh nó cho mình chị coi này. Đất Xanh đây này, Đất Xanh nó vẫn còn một cái game đó là IPO DXS, chị có thể lên mạng chị gõ cái đó ra chị phân tích thử coi em nói đúng không nha, cái game trong 2021 đó anh chị. Còn một số cái mã phiếu khác như là SC tích lũy rất là đẹp này. SC nó nhìn nó tích lũy tới đáy liên tục mà có thì vẫn theo hướng tăng nha, vẫn trên một xu hướng tăng rất là tuyệt vời này. Đó, có như thế mua mới ở điểm 40 được nha, cân nhắc nha. Còn một số mã phiếu về bất động sản khác như là BHR bất động sản cao su như thế này thì đây mã nhìn chung có thể anh chị mở mua mới được 60 được nè, nhìn chung sẽ chạy đó, nhưng mà mã tích lũy khá là lâu nha, chạy không có như đĩa tốt nữa, nhưng mà nó có cái game trong 2021 nhưng ta phải kỳ vọng, phải đợi thêm thôi, mã phiếu đợi thêm nha. Hay là DLC cũng vậy, DLC vẫn đang tích lũy về lại 26 thể mua mới được nè, 26 mua mới được nha, nhìn chung vẫn đang trong cái trend xu hướng tăng này, cứ tự tin thôi. Thị trường đã xác định đáy, là xác định cái đáy cứng của nó là 1150 thôi, cứ tự tin mà nhất thôi. VRG thì vẫn đang xu hướng tăng nè, có thể mẫu mới ở điểm 26 này em có cho cái hàng này nè, các anh chị có thể cân nhắc nha. Hay là SRC là sao vàng, sao chị sao vàng thì trong phiên ngày mai chúng ta nhìn nhận phiên ngày mai như thế nào chúng ta biết có thể mua hay không giảm nha. Nếu phiên ngày mai nó vẫn tiếp tục tích lũy như này cứ đợi thêm, còn nếu như phiên ngày mai xác định nó giảm về vùng 21 chúng ta vào được nè, còn nó mà tăng lên vùng 22 cũng vào được, cân nhắc mã này nha, đi cạn rồi đó, cái biên độ động thấp rồi đấy. Đắk Lắk, cao su Đắk Lắk thì sao anh chị? Thì cao su Đắk Lắk thì đợi thêm thôi, mà chưa có thể cân nhắc mua đâu anh chị, tại vì nó đang chạm đỉnh này, con nó có vượt được không đã. DHR thì em nói cho khách hàng mua này, đấy tăng liên tục này, bá cháy bỏ chét luôn nha. Đấy, DRH đây, bá cháy bỏ chét luôn đó. Qua một số mã cổ phiếu về ngành dầu khí sao anh chị? BET thì tăng khá là mạnh, vượt được cái đỉnh là tăng luôn, tuyệt vời. Và cái 225-26 nha, có chị chốt đi là vừa. Dòng dầu khí bây giờ cũng đang có xu hướng giảm rồi đó, phiên hôm nay đã giảm, em đã có phân tích cho khách hàng nghe rồi nè, là phiên hôm nay ngành dầu khí có thể sẽ bị giảm mạnh bởi thị trường, nếu hàng tháng 3 về ngày mai nghĩa sẽ giảm mạnh đó, cho nên chị có chị thoát hàng là vừa. BVS này, BVD này, đó VD mà cho khách hàng em thoát rồi nè, trong phiên ngày hôm nay này cho an toàn này. Đấy, có chị thoát đi nha, cầm nghị luôn đấy. BLX này, đó BLX thì giữ được nha, cứ giữ thôi, BLX giữ được, có cái game sắp tới nữa đó. Thì qua một số mã cổ phiếu khác như dòng chứng khoán sao chị, SSI thì nhìn nó vẫn đang tích lũy bình thường. SSI thì nó có cái game trong cái
quý 1 vừa rồi, quý 1 vừa rồi anh chị cũng phân tích nha. Nếu như những mã cổ phiếu mà nó được tăng rất là mạnh khi mà nó được hưởng lợi khá là tốt về cái việc báo cáo tài chính quý 1 thì không ai có thể mạnh hơn được SAS khi mà nó được hưởng lợi rất là nhiều. Về cái vấn đề nó là cái việc ngã mạng, cái việc tắt đường, nếu mà nó bị tắt đường liên tục, mà tắt đường do gì chị? Tắt đường là có phải là tắt đường do cái hệ thống của chúng ta bị giao dịch rất nhiều không chị? Và nếu giao dịch rất nhiều như vậy thì ai được lợi anh chị? Chắc chắn là những cái sở dịch chứng khoán được lợi anh chị, những cái công ty chứng khoán được lợi rồi. Thì vậy thì những công ty chứng khoán họ sẽ được lợi rất là tốt khi mà những mã phiếu này nó đánh mạnh đó, rồi chúng ta nhìn nhận như vậy, giống như là SSI này hay là VND này đấy. VND anh chị có thể mua mới được mã phiếu này luôn. Chúng ta kỳ vọng ăn quả ngọt vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 với mã cổ phiếu này nha. VND này hay là SHS này. SHS thì nhìn chung đây là một cái mã cổ phiếu mà nó vẫn đang đi chung trong cái đường này, nó vẫn chưa bước được cái đỉnh. Nhìn chung thì nó phải đợi cái phần báo cáo quý 1 của nó. Cái này đó là chúng ta phải đợi thêm cái một cái đòn bẩy của nó nữa. Thì mã này là một mã đang hiện giờ đang ở trên sàn HNX. Mà sàn HNX thì sắp tới sẽ được sự hướng dòng tiền vào rất là mạnh. Gần giờ cũng như vậy. Cho nên phải nhìn nhận những mã phiếu này nha. Hay là HCM cũng vậy. HCM là mã phiếu rất là mạnh, trong khi đợt vừa rồi nó đã bị giảm và đợt hôm nay vẫn bị giảm này. Vẫn có những pha rút chân từng sầu với những mã phiếu này khi mà nó vẫn giữ được cái đường tích lũy của nó rất ổn định. Thì nhìn chung thì mã cổ phiếu này nó sẽ chạy sắp tới khi mà cái họp cổ đông nó sẽ vào tháng 4 này. Kèm đó là đợi cái báo cáo tài chính nó xảy ra thì đây là một mã cổ phiếu mà chúng ta chọn đầu tư rất rất được nha. Đó, nó là dành, đó là về những dòng về chứng khoán. Thì nhìn chung em review qua một số dòng vậy thôi. Còn nếu anh chị nào mà vẫn chưa biết nên chọn mua cái gì thì anh chị có thể comment dưới cái video của em dưới đây. Thường em dưới để cái phần nội dung ở đây. Anh chị vẫn chưa có mở tài khoản về chứng khoán hay là cơ cấu danh mục hay là biết mua như nào, quản trị rủi ro như nào thì chị vẫn có thể liên hệ qua số Zalo của em để em hỗ trợ mở tài khoản về chứng khoán VPS nữa. Em cũng có một số group cộng đồng, anh chị vẫn có thể liên hệ qua đây để em có thể hỗ trợ anh chị về group cộng đồng. Kèm đó thì em có làm một số câu chuyện về chứng khoán này hay là một số cái linh mục này, chị có thể liên hệ đây nha. Chị có thể comment dưới đây để em có thể hỗ trợ một số mã cổ phiếu chị muốn mua hay không này đấy. Thì video em xin kết thúc ở đây thôi. Em xin chào anh chị, hẹn chị ở cái video ngày sau. Kèm đó là em chúc chị có một buổi tối vui vẻ với gia đình và hạnh phúc. Và phiên dịch ngày mai mã cổ phiếu chị sẽ tím. Em xin chào anh chị.